Câu chuyện về hai hạt lúa. Có hai hạt lúa nọ được giữ để làm hạt giống cho vụ sau, vì cả hai đều là những hạt giống tốt, đều to khỏe và chắc mẩy. Một hôm, người chủ định đem chúng gieo trên cánh đồng gần đó. Hạt thứ nhất nhủ thầm: dại gì, ta phải theo ông chủ ra đồng, ta không muốn cả thân mình phải tan nát trong đất. Tốt nhất, ta sẽ chọn một góc khuất trong kho lúa để lăn vào đó. Còn hạt lúa thứ hai thì ngày đêm mong được ông chủ mang gieo xuống đất. Nó thật sự sung sướng khi được bắt đầu một cuộc đời mới. Thời gian trôi qua, hạt lúa thứ nhất bị héo khô nơi góc nhà bởi nó chẳng nhận được nước và ánh sáng. Lúc này, chất dinh dưỡng chẳng giúp ích được gì. Nó chết dần và chết mòn. Trong khi đó, hạt lúa thứ hai dù tan nát trong đất, nhưng từ thân nó lại mọc lên thành cây lúa vàng óng, trĩu hạt. Nó lại mang đến cho đời những hạt lúa mới. Bài học rút ra ở đây là: đừng bao giờ tự khép mình trong lớp vỏ bọc chắc chắn để cố giữ sự nguyên vẹn vô nghĩa của bản thân, mà hãy can đảm bước đi, âm thầm chịu nát tan để góp cho cánh đồng cuộc đời mới một cây lúa nhỏ. Đó là sự lựa chọn của hạt giống thứ hai. Trước cánh đồng cuộc đời bao la này, tôi hy vọng chúng ta, mỗi người sẽ có những lựa chọn cho riêng bản thân mình.